cho tạm hồn. Thì mục đích của bài này là để cho chúng ta nắm được sơ lược về cái siêu âm tạm hồn. Thì chúng ta học cái học siêu âm cái khóa này cũng như là chúng ta đang học khóa mới nhất, nhưng mà không biết khái niệm gì về siêu âm tạm hồn thì cái chuyện đó thì cũng là không chấp nhận được. Cho nên nội dung của bài này là hai phần. Thứ nhất là chúng ta nắm được cái tổng quan về siêu âm tạm hồn và các ứng dụng của nó. Và ứng dụng của siêu âm tạm hồn cho tới bây giờ thì nhiều nhất vẫn ở trên gan, và kế đó là ở xương vú, u vú và khối u tuyến giáp. Và những cái phần khác thì người ta dùng rất nhiều rồi, nghiên cứu rất nhiều, nhưng mà đại khái là nó chưa có chứng hóa, là không có nhân nhiều. Đại khái là những cái tổng quan. Và thứ hai về vấn đề liên quan tới cơ xương khớp thì người ta cũng bắt đầu quan tâm tới xương tạm hồn trong cơ xương khớp từ năm 2008, tức là từ rất lâu, dù là chưa có đưa vào thực tế sử dụng, tức là chúng ta chưa có thấy chỉ định cụ thể là một cái siêu âm tạm hồn, một cái bệnh cơ xương khớp cụ thể chưa được dùng nhiều, nhưng mà chúng ta cũng phải tiếp qua, và sau đó thì chúng ta có cái cơ bản đó, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo cái đà tiến bộ này, nó sẽ dần dần tới thôi, không phải dùng thôi. Trong bài này thì chúng ta có nhiều phần như thế này: quan, nguyên lý. Thì chúng ta cần biết cái nguyên lý, biết nguyên lý tại vì trong đại hội, nếu mà chị nào có quan tâm chắc là trong lớp này chúng ta cũng có nhiều anh em đã từng xây dựng các cột sớt trong đại hội, chị thấy rất là nhiều dòng máy, rất là nhiều kỹ thuật, nhưng mà nguyên lý nó có một. Cho nên chúng ta cần biết nguyên lý. Khi mà về cơ quan thì may mắn ta được một cái máy siêu âm tạm hồn, mặc dù là dòng nào quay bắt đầu rất là dễ, ta đã nắm được nguyên lý về dòng nào cũng nhìn nhau thì khác nhau là hình thức là chính. Về phân loại thì phân thành hai loại này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, và sau đó chúng ta sẽ có một số ví dụ hiện tại và ví dụ của cơ xương khớp. Thì về lịch sử thì chúng ta biết là siêu âm tạm hồn bắt đầu từ những năm 1990 cho tới bây giờ là hai mươi mấy năm, và về Việt Nam chúng ta thì mới thời gian gần đây cũng rầm rộ, chứ còn ở thế giới là bắt đầu từ rất lâu. Và người ta, các chuyên gia nhận định siêu âm tạm hồn trước mặt cũng là siêu âm, giống như là cái thời điểm mà từ siêu âm mi mắt trắng đen chuyển qua siêu âm khớp lơ màng trước mặt cũng là siêu âm, chị cũng đã cảm nhận được chuyện đó. Và các chuyên gia nhận định là siêu âm tạm hồn lại là một trước mặt nữa. Chị thấy trong cái diễn tiến của siêu âm, từ siêu âm mi mắt rồi tới siêu âm tạm hồn thì nó trải qua nhiều loại siêu âm khác, ví dụ siêu âm phun cát, siêu âm 3 chiều, 4 chiều, đủ thứ hết, nhưng mà người ta không có dùng đó. Nhưng mà với siêu âm tạm hồn thì người ta dùng đó như vậy. Vậy thì siêu âm tạm hồn là cái gì? Siêu âm tạm hồn là được cái khái niệm đơn sơ bộ là một cái kỹ thuật mà ta dùng sóng âm để xác định cái độ đàn hồi của mô, tức là cái độ cứng của mô. Và là cái chủ thức mới, bởi vì là trước đây trong vi mốt người ta sẽ dùng cái phản âm để tạo hình, tức là mức độ phản âm nhiều là phản âm dày trắng, độ phản âm ít thì là trong là kém. Còn với sự đàn hồi thì không dựa vào cái phản âm mà dựa vào cái mức độ đàn hồi, tức là thể hiện cái độ cứng của tổn thương. Độ cứng nhiều thì màu này, độ cứng ít thì màu khác, tùy theo máy móc thôi. Vậy thì cái khái niệm siêu âm đàn hồi chúng ta hiểu sơ bộ là một cái kỹ thuật dùng siêu âm để xác định cái độ đàn hồi của mô. Rồi từ đó mà ta đi tương quan với cái vấn đề bệnh lý. Chúng ta thấy là đo đạt độ đàn hồi tính từ năm 1991 là tác giả Olivier đã báo cáo. Và sau đó thì dùng lực lượng xạ âm. Và ở Việt Nam chúng ta biết là cái siêu âm đàn hồi đầu tiên là cái tiên gọi là siêu âm đàn hồi phóng quang. Đàn hồi phóng quang là kỹ thuật của cái khoai vô sơ gen để dùng để định lượng sơ gen. Thì đó là cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi được dùng đầu tiên vào năm 2005. Thì tới bây giờ cũng là mười mấy năm. Ở thế giới thì hai mươi mấy năm, ở Việt Nam là mười mấy năm. Và sau khi một thời gian vài năm, từ kỹ thuật này bắt đầu ồ kỹ thuật khác như vậy, rất là nhiều loại, và chúng ta sẽ xem.
và một cái tương lai mà tôi chờ đợi là siêu âm tại phòng tối, tức là siêu âm chúng ta siêu âm từng ngày chúng ta làm 2D, 2D rồi sau đó tới 3D, 4D tức là khối rồi. Nhưng mà đàn hồi thì bây giờ hiện tại là chúng ta dùng đàn hồi ở diện 2D và tương lai nó sẽ có đàn hồi khối, tức là độ đàn hồi của một khối, như vậy thì độ chính xác của nó sẽ cao hơn. Và gần đây thì có bài báo cáo đã nhắc nghe xuất hiện rồi nhưng mà nó chưa có đạt nên là chưa có ra thị trường. Và tương lai người ta dự báo cái dự báo này cũng cách đây khoảng 5 năm người ta nói là khoảng 10 năm, bây giờ chắc là còn vài năm nữa thôi. Và chúng ta biết là cái nguồn gốc của nó là từ ngày xưa luôn, từ thời tổ của ngày đi đã ra thị trường những cái khối mà nó cứng, nó mềm và những khối mềm thì thích nghi, tức là từ ngày xưa chúng ta đã có khái niệm rồi. Và trong cái thực hành của mình hàng ngày chúng ta bắt đầu vào từ đi, chúng ta đã học nhìn sờ bỏ nghe, thì cái sờ để làm gì? Sờ để xác định được cứng thiết chắc như mềm. Tuy nhiên cái sờ mà chúng ta vừa nói trong lâm sàng gọi là sờ thật, các bạn gọi là sờ thật, chúng ta sờ để xác định thiết chắc như mềm. Và chúng ta biết là nó sẽ mang chủ quan. Ví dụ như những người này thì gọi là vậy là cứng, người này thì nó gọi là chắc thôi, tùy theo kinh nghiệm về chủ quan. Còn với siêu âm mà để đo độ đàn hồi thì ta gọi là sờ não, gọi là sờ não, tức là sờ bằng tay thông qua sáu thăm để tạo thể, vẫn là mục đích cuối cùng là xác định cái độ cứng của nó. Vậy thì giữa sờ não này về mặt ứng dụng ta thấy là sờ não này nó có giá trị hơn ở chỗ là chúng ta có thể bước đầu là thần tinh dựa vào hệ thống để định tính cái độ cứng của nó, giải toán hay là phân chia phân tích, sau đó tới bán định lượng là có một cái con số gần cụ thể, và sau cùng là tới định lượng tức là nói lên cái độ của cái khối đó đo được là bao nhiêu kilo bát xăng. Thì cái đó là ba cái cấp độ của cái siêu âm đàn hồi. Và chúng ta biết là như vậy thì nó sẽ mang tính khách quan hơn so với chúng ta sờ bằng tay. Còn một cái thứ hai nữa, ngày xưa chúng ta cắm cái bụng, chúng ta sờ thấy cái gan bờ mà không đều, về mặt bồ ghề bờ không đều hoặc cứng, thì lúc đó cái gan nó dính bờ sườn. Còn nếu mà có tu nó nằm trong gan thì sao sờ thấy? Hoặc giả là một cái nhân giáp, chưa lòi ra thì sao nó sờ thấy bụng, thì chúng ta không thể sờ. Như vậy thì siêu âm sẽ sờ được, nhưng mà là sờ não. Thì như vậy thì cái sự ra đời của cái siêu âm đàn hồi mục đích để làm gì? Đích là để xác định tính chất của cái khối u, thêm vào chị lưu ý dùng từ là thêm vào những kỹ thuật cũ, tức là trước đây chúng ta dùng VMOS, dùng Doppler, bây giờ chúng ta dùng thêm siêu âm đàn hồi. Đích để làm gì? Để nhìn khối u đó bằng nhiều cái chiều kích khác nhau, từ đó chẩn đoán chính xác hơn. Và khi chẩn đoán chính xác thì chúng ta sẽ giảm bớt những cái ca mà sinh thiết không cần thiết. Ví dụ như nói một cái nhân giáp thì tỷ lệ người mắc bệnh quá nhiều, tức là rất nhiều người bị nhân giáp, nhưng mà trong cái số đó lại có 1% là bị nhân giáp. Và nếu chúng ta hỏi cái nhân giáp các em chọn là F2 nhân giáp và F2 thì cái số lượng sinh thiết can thiệp rất lớn. Và nếu chúng ta lọc được ở trong cái số đó những ca nào có nguy cơ để sinh thiết và lọc được những cái ca chắc chắn là không có nguy cơ ung thư để theo dõi thôi, thì ta sẽ giảm số lượng sinh thiết rất nhiều. Cái mục đích của kỹ thuật siêu âm phát triển là vì vậy. Chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy là với siêu âm VMOS chúng ta sẽ nhìn được cái giải phẫu của cấu trúc đó và cái mức độ phản âm của nó, phản âm dày và tổn thương phản âm kém, phản âm trong. Với Doppler thì chúng ta xem được vận chuyển, sự tưới máu. Và với siêu âm đàn hồi thì chúng ta xem một cái hình khó coi quá không? Nhưng mà không quen thì thấy cái hình rất khó coi. Người ta nhiều người ví von nó giống như là cái bản đồ địa chất, cái hình siêu âm đàn hồi. Thì cái hình này chúng ta cũng thấy được, chúng ta cũng sẽ thấy được ví dụ đây là cái tiền giá, đây là máu và những cái cấu trúc bên trong đó. Nhưng mà các vị lưu ý một điều là không phải là cái hình này là một hình tô màu của hình này. Lưu ý một điều đó, tất cả những cái sự khác biệt và thể hiện
đều là khác biệt về độ cứng của tổn thương của cấu trúc đó. So sánh với hình này, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt là nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái mô chỗ này nó thành âm nhiều, sóng âm dội lại nhiều nó thành phản âm dày. Chỗ này sóng âm dội lại ít nó phản âm kém. Tức là sự khác biệt về phản âm nó tạo thành cái hình sự khác biệt của cấu trúc với tổn thương. Còn cái hình bên này, màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi màu đỏ, tất cả sự khác biệt đó là do độ cứng nó khác nhau. Ví dụ trên hình này khi đọc một cái bản đồ đàn hồi, thì anh chị sẽ nhìn cái thang màu của bản đồ đàn hồi. Giống như khi làm sơn cấp lơ, chúng ta phải nhìn cái thang màu của cấp lơ. Chưa đi mót cũng có cái thang xanh, thì cái này có thang màu này. Thang màu này trên này nó ghi chữ shop. Chị thấy không? Tắt chữ shop, tức là cái màu nào gần như thế này là màu mềm. Và như vậy thì trên cái hình này những cái màu có màu gần với cái phần đó, ví dụ như cái này là cảnh này là mềm. Em tại sao? Tại vì nó là dịch không á, mềm. Và những cái màu nào ngược lại nó nằm ở gần, càng gần về cái này thì là cứng. Như vậy thì những cái vùng như thế này, màu xanh dương đậm là cứng. Và những cái màu xanh màu vàng hay là màu xanh lá cây đó, nó nằm ở đoạn giữa, tức là một độ vừa. Vậy thì về mặt định tính, chúng ta nhìn một cái hình này, chúng ta phải nhìn cái cột này là chúng ta hiểu được ý nghĩa của cái hình đó. Bắt buộc phải nhìn cái này tại sao? Tại vì mỗi một máy nó tạo ra một cái kiểu màu khác nhau do cái người sản xuất cái máy đó người ta cài đặt. Ví dụ như cái máy này người ta dùng cái màu xanh dương này chỉ điểm là cái cứng nhất và màu đỏ là mềm nhất. Một cái dòng máy khác nó dùng cái màu đỏ là cứng nhất, màu xanh dương là mềm nhất. Hoặc là cùng một máy nó có 3-4 chế độ để chúng ta có thể cài đặt tùy thích màu nào. Có nhiều người thích trắng đen, có nhiều người thích đỏ vàng, có nhiều người thích là đỏ với xanh dương. Vậy thì mỗi một cái hình mình đọc kết quả mình phải nhìn cái thang màu đó để mình lý giải kết quả đó. Và một cái mình phải hiểu là toàn bộ cái hình này không phải là tô màu lên cái hình có sẵn, mà là biểu hiện bằng sự khác biệt độ cứng của các cấu trúc của nó cho đàn hồi nó có thể hiện như vậy. Vậy thì khi chúng ta dùng cả ba cái thông tin này, từ ba cái nguồn gốc này, tức là từ PMOS, từ Doppler và từ đàn hồi, ta sẽ có thêm thông tin rất nhiều về tổn thương đó. Ví dụ như từ nào giờ ta lý luận một cái hình siêu âm, và cái u đó có âm kém, rồi tăng thứ máu hay gì đó, ta chẳng có. Bây giờ chúng ta thêm một cái nữa là nó kém, nó tăng thứ máu, nó có bị bôi nhưng mà nó cứng nữa, là nó khác. Còn nếu nó mềm thì nó đã khác rồi. Lát thông tin sẽ thấy. Vậy thì thông tin nó được tổng hợp. Và chúng ta dựa vào các nguyên lý rất là ngắn gọn. Thì nguyên lý ngắn gọn là chỗ này, với cùng một lực tác dụng. Cái này là những cái nguyên tắc vật lý mà chúng ta được học từ năm cấp 2 rồi. Khi mà tác dụng vào chất với cùng một lực thì cái mô nào mềm thì nó biến dạng nhiều và mô nào cứng thì sẽ biến dạng ít. Chúng ta lấy ví dụ là cái lò xo này. Cái lò xo này cũng treo cùng một cái khối lượng, cái lò xo cứng thì nó bị giãn ít. Cái lò xo nào mềm thì nó giãn nhiều. Ví dụ như chúng ta dùng tay chúng ta ép vào một cái mặt bàn thì nó thấy nó cứng, nó không biến dạng gì hết. Hoặc giả là chúng ta lấy tay đè lên một bánh bò, chúng ta thấy nó sao? Nó phải bị dẹp xuống nhất. Tức là cùng một lực tác dụng thì cái vật càng mềm thì nó sẽ biến dạng càng nhiều và vật càng cứng thì nó biến dạng càng ít. Vậy thì siêu âm nhà họ người ta làm cái gì? Ban đầu người ta dùng đầu dò ép vô cái mô này một cái, ép vô toàn bộ cái khối như thế này, thì cái mô nào mà di chuyển được nhiều cùng một lần thôi, cho nên một hình đó mô nào di chuyển được nhiều và biết cái đó là mềm, vậy thì ta sẽ cho nó là ép một lần. Cái chỗ nào di chuyển nhiều thì cho nó ra màu đỏ để ta hiểu nó là mềm, còn cái chỗ nào mà di chuyển ít thì nó ra màu xanh dương để người ta biết nó là cứng. Đó là cái nguyên lý thứ nhất của số đàn hồi. Rồi, cái nguyên lý mà chúng ta phải lưu ý nữa là để tiến tới cái phần mà định lượng thì người ta có siêu âm đàn hồi dựa vào số biến dạng. Số biến dạng là cái gì? Thì chúng ta học về khái niệm thì chúng ta thấy số âm nó có hai loại.
sóng siêu âm mà chúng ta thường dùng hàng ngày đó để khám cho bệnh nhân đó, là sóng dọc. Thì sóng dọc nó vận tốc nó rất là cao, khoảng chừng 1540 m/s, tức là vận tốc nó rất lớn. Và ta dựa vào cái sóng đó để trong cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi, chúng ta lấy cái sóng đó tạo thành cái lực tác dụng là sóng tới. Và khi mà có tác động của một cái sóng tới thì cái mô nó sẽ biến dạng và nó sinh ra một cái sóng vuông góc với sóng đó, là cái loại sóng thứ hai là sóng ngang. Thì sóng ngang người ta gọi là siêu quay đó, là cái sóng mà vuông góc với sóng tới và vận tốc cực kỳ thấp. Vận tốc nó khoảng chừng dưới 10 m/s, tức là coi là từ 0 tới 10. Thì cái chuyện mà cái sóng ngang này người ta biết nó từ lâu lắm, từ rất lâu, trong cái chuyện mà khi nghiên cứu về về động đất. Chúng ta có sóng tới, tức là cơn động đất đi qua, sau đó là tới gì, là dư chấn, tức là có cái sóng mà đi rất chậm về sau đó và chúng ta gây sụp đổ sau đó. Thì cái như sóng dư chấn đó là ý nghĩa của sóng ngang, tức là sóng biến dạng sinh ra sau khi cái sóng tới đi qua, nó sinh ra sóng biến dạng. Người ta biết nó từ lâu nhưng mà tới sau này những năm gần đây người ta mới ứng dụng được, do cái thời điểm trước cái công nghệ không đủ để khảo sát vận tốc của sóng. Và sau này cho nên những cái máy mà nó có được cái công nghệ siêu âm đàn hồi này thì cấu hình của nó thực sự phải mạnh và nó có những cái kỹ thuật cao hơn để khảo sát được vận tốc của cái sóng mà khoảng chừng 0 tới 10 m/s. Thì lúc đó kỹ thuật siêu âm đàn hồi sẽ biến dạng mới ra đời. Thì cái nguyên lý nó nằm ở chỗ nào? Nguyên lý của sóng âm là trong cái vật chất mà càng cứng thì sóng âm nó đi càng nhanh. Vật càng cứng thì sóng âm đi càng nhanh. Anh em có nhớ cái ví dụ trong lúc mà mình học vật lý khoảng năm cấp 2 và lớp 8, lớp 9 rồi. Nhớ một ví dụ mà khi mình áp tay vô đầu cầu tay búa gõ đầu cầu bên kia. Nhớ ví dụ đó không? Ví dụ đó để nói lên chuyện gì? Để nói lên chuyện là cái tay mà áp trên cái thành cầu á, nó sẽ nghe được cái sóng âm của cái búa gõ trước khi cái tay bên không khí này nghe. Ý nói là vật chất càng cứng thì sóng âm nó sẽ truyền càng nhanh. Vậy thì ta ứng dụng nguyên lý đó thế nào? Ta cho một cái mô đây, ta đánh vào đây một lần là sóng tới là sóng dọc, và sau đó nó sẽ sinh ra cái sóng biến dạng ở chỗ này, nó ra vuông góc ra hai bên, và người ta đo vận tốc của cái sóng biến dạng, sóng ngang. Đo vận tốc, nếu mà vận tốc này càng cao thì biết cái mô mà chúng ta đo nó càng cứng. Vận tốc càng thấp đó, thì cái mô nó càng mềm. Ta lấy cái nguyên lý đó để dùng, ví dụ như trong bệnh gan thì người ta đo vận tốc của sóng biến dạng trong gan để làm cái gì? Vận tốc sóng càng cao thì gan bị sơ hóa càng nhiều, là chai gan. Vận tốc càng thấp là thể hiện cái gan còn mềm. Nguyên lý nó chỉ có vậy, chỉ là dựa vào vận tốc của sóng biến dạng, nguyên lý chung nhất. Ngoài FibroScan để định lượng sơ gan ra thì các dòng máy khác sau này cũng định lượng được sơ gan, tức là định lượng độ cứng của gan giống như vậy. Thì nguyên lý cũng là chung, tức là dựa vào vận tốc của sóng biến dạng truyền trong mô đó. Nếu vận tốc sóng càng nhanh thì là mô càng cứng, vận tốc sóng càng thấp thì mô càng mềm. Và từ đó một số máy người ta sẽ đưa ra thêm một cái, thì tự nhiên cái vận tốc sóng là chúng ta thấy được người ta là mét giây rồi, đúng không? Nhưng mà để hiểu về độ cứng thì người dùng lại thích kilowatt cả. Nhưng mà các chị nhớ dùng sơ đàn hồi để nói về độ cứng thì bản chất vẫn là mét giây, tại vì bản chất là dựa vào sóng biến dạng. Kilowatt can chẳng qua là một cái công thức chuyển đổi thôi, chúng ta chuyển đổi thế nào, chuyển đổi dựa vào các phương trình trăm này. Cái E này là đại diện cho độ cứng, là đơn vị là kilowatt can, nó sẽ bằng 3 nhân cho cái hệ số này, và chữ C là vận tốc. Vậy thì khi mà cái máy nó đo được vận tốc sóng biến dạng, nó sẽ bỏ vô công thức này và nó nhân với số 3 này, nó nhân con số này, và con số này là tương đương với 1000. Từ đó nó sẽ ra đơn vị là kilowatt can. Cho nên tới đây mình phải hiểu chắc chắn là dựa vào sóng âm để nói độ cứng của mô là bản chất là dựa vào vận tốc sóng biến dạng, và kilowatt can chỉ là một sự chuyển đổi thôi. Và có một số máy chúng ta có cái nút sẵn ở đó, chúng ta bấm một cái chúng ta kilowatt can thì ra, còn không bấm cái nữa thì ra mét giây. Và
những cái mà ta phải dùng trong giọt tấm gọi là tấm tấm gì mà gọi là tấm thì nghe nó cũng kỳ, tấm là nó có di chuyển rồi nhưng mà di chuyển chậm, cho nên ta gọi là coi như là cần những tấm. Và cách phân loại này cũng mang tính khái niệm thôi, tôi thì tôi phân loại thích cái cách phân loại này mang tính ứng dụng và rất là dễ hiểu. Và sau này chúng ta sẽ áp những cái kiểu mỗi một cái dòng máy nó ra nhiều kiểu, chúng ta áp cái kiểu đó vào một trong hai loại này để chúng ta có thể tiếp cận nó dễ dàng. Thì trong đó tôi chia ra là tạo thành đàn hồi biến dạng dựa vào cái biến dạng của mô, chúng ta gọi là chúng ta dùng từ strand là mô, và dựa vào vận tốc của số biến dạng giống như vừa nói đó gọi là shear wave ripple, tức là hai loại đó. Cái loại thứ hai này là cái phát triển sau này dùng để định lượng là chính, và cái loại trước đó thì chủ yếu là định tính và bác định lượng. Vậy thì với scan electro này là như thế nào? Nó dựa vào sự biến dạng. Chúng ta thấy cùng được tác dụng. Một cái khối mềm nó sẽ sao? Bị ép dạng di chuyển nhiều và khối cứng di chuyển ít. Cái máy nó ghi nhận được cái sự di chuyển của mô đó. Nó biết cái mô đó di chuyển nhiều, nó quy ra là vật mềm cho theo cái màu mềm. Còn cái này di chuyển ít cho cái màu cứng. Đó là cái chúng ta lấy ví dụ thêm một cái này nữa để chúng ta làm để chúng ta lý giải một số trường hợp mà gặp khó khăn. Thêm một cái ý này là với cái mô mềm á, cái mô mềm giống như cái bánh này, thì khi ta ấn thì cái phần gần đầu giò nó sẽ di chuyển nhiều, ở phần xa đầu giò nó lại di chuyển ít. Mặc dù là cái độ cứng nó giống nhau thôi, cái bánh bò thì chúng ta làm một cái bánh gì phía trước phía sau nó độ cũng giống nhau, nhưng mà ta đè từ mặt trước thì chúng ta thấy là chỗ gần cái ổ này đâm ra cái hình thể hiện ra thì cái chỗ đó là mềm hơn chỗ kia, thì chúng ta phải hiểu chuyện đó để tác nhận có một số cái tình huống chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà với một cái vật cứng như thế này, ví dụ như một quả banh, mặc dù ở trong nó rộng nhưng mà sức căng nó lớn, chúng ta đè nó xuống thì từ phía mặt bề mặt của nó cho tới phía dưới của nó di chuyển giống nhau hết, cho nên lúc đó mã hóa màu sẽ giống nhau. Thì nhớ rồi. Vậy thì một cái hình ảnh để chúng ta thấy một cái khối u của tuyến vú này, chúng ta làm tặng một cái này là một cái kiểu khác của cái strand electro. Khi nãy giờ thì tôi nói với anh chị chỉ là cái kỹ thuật là gọi là dùng cái đầu giò đè vào cái khối đó để tạo thành một cái hình ảnh nó gọi là strand electrography. Nhưng mà trong cái kỹ thuật mình dựa vào cái biến dạng vô này, nó có kỹ thuật khác mới hơn, nó sẽ không cần đè. Tức là khi ta đặt đầu dò vào cái tổn thương đó, dùng xung lực âm, khi ta bấm nút bắt đầu cái lực âm nó đánh một lực mạnh vô cái chỗ mà mình cần đo. Như vậy thì cũng là đè cái mô đó nhưng mà không phải đè bằng tay nữa, mà là đè bằng sóng âm. Kỹ thuật này là một trong những cái kỹ thuật của ác phi. Chút nữa anh chị sẽ thấy kỹ thuật ác phi của Siemens. Thì như vậy thì khi mà chúng ta đặt cái đôi ở cái vùng u cần đo này, ta bấm nút một cái thì nó sẽ tác dụng một lực vô cái vùng này, cả cái vùng đôi này nó đè cái vùng này xuống, và sau đó cái vùng này nó biến dạng và nó ghi nhận được là những cái này là biến dạng ít, nó tô ra thành màu đỏ. Những cái biến dạng nhiều nó tô thành những cái màu gần màu tím. Thì các chị lại coi màu đỏ này là màu cứng hay mềm? Cứng ha. Màu tím này là soft hay mềm? Tức là cho cái hình này phải dựa vào vậy thì cái vùng này màu đỏ là cứng và cái vùng màu tím ở đây là mềm, như vậy thì cái khối u này là nó cứng hơn nhiều so với cái khối xung quanh. Và người ta dựa vào về mặt lý giải hình ảnh ứng dụng đó thì chúng ta còn nhiều cái lý giải của hình ảnh là không phải chỉ nói cứng hay mềm thôi, cứng đồng nhất hay cứng không đồng nhất, cứng nội trong cái u hay là cứng lan cái xung quanh, nó còn khác nữa, ta sẽ xem thêm. Vậy thì về đây tới đây về mặt nguyên lý chúng ta tóm lại chỗ này. Trong cái loại số 1, cái loại siêu âm đàn hồi biến dạng mô đó, strand electro, chúng ta có thể là dùng đầu dò ấn để tạo cái đè ép, hoặc là những cái đè ép bằng sóng âm do máy tự tạo ra, nó gây biến dạng cái mô và từ đó ghi nhận được cái mô di chuyển nhiều và mô di chuyển ít, và từ đó kết luận được cái mô nào cứng hay mềm. Đó là lý thuyết của strand electro. Rồi khi được một cái bản đồ như vậy thì chúng ta sẽ xem được cái độ cứng tương đối là cái nói, tức là ta nhìn chung ta thấy cái nguyên cái u đó nó màu đỏ hết, thấy cái mô
rồi nó còn dựa vô cái thứ hai nữa gọi là tỷ lệ diện tích. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái diện tích của cái tổn thương trên cái hình đàn hồi này, nó nếu như nó bằng với tổn thương trên DMOS thì ý nghĩa là cái u này nó không có xâm lấn xung quanh. Nếu như mà cái diện tích ở bên này quá lớn so với cái hình trên DMOS, chứng tỏ là nó đã xâm lấn xung quanh, có những vùng cứng rồi nhưng mà trên DMOS chưa thấy được. Vì vậy mà người ta lấy cái diện tích của cái u ở trên hình đàn hồi, người ta chia cho diện tích của u trên DMOS, người ta đạt được cái tỷ lệ diện tích. Thì cái tỷ lệ đó càng cao thì cái u nó càng có nguy cơ hay tích cao. Chị hiểu không? Tức là tỷ lệ nó càng cao thì nghĩa là cái u này có xâm lấn ra xung quanh. Mặc dù chúng ta chưa nhìn thấy trên DMOS nhưng mà trên siêu âm đàn hồi có sự thay đổi được, chúng ta thấy được. Thì như vậy thì chúng ta có một con số gọi là tỷ lệ diện tích. Và một con số thứ hai là tỷ lệ vi dạng hay là tỷ lệ độ cứng. Dễ hiểu hơn là tỷ lệ độ cứng. Tức là người ta lấy độ, ta đo độ cứng ở bên trong này và độ cứng bên ngoài, người ta chia cho nhau ra một số tỷ lệ. Nếu mà cái u nó càng lớn hơn nhiều so với con nền thì tức là cái tỷ lệ nó càng cao, thì là cái u càng nguy cơ hạn tích. Rồi như vậy thì với một cái hình đàn hồi như thế này, chúng ta có ba cái việc phải đánh giá. Thứ nhất là chúng ta nhìn diện tích, nhìn vô màu sắc, mình làm quen rồi đè cái màu nó hồi phải chặt ung thư, tức là nhìn định tính thôi. Và thêm đó hai con số cụ thể này phải gọi là bán định lượng, tức là chúng ta cũng là định tính, không có ra được chữ lượng bắt ngang nhưng mà có được con số cụ thể ở diện so sánh, cho nên nó mới đạt được cái mức gọi là bán định lượng. Rồi như vậy thì về thực tế thì cái ung thư thì thường xâm lấn xung quanh, ung thư thường cứng hơn nhiều so với xung quanh, là chúng ta hai cái này nó ý nghĩa là như vậy. Và cái scanner này được gộp chung là gọi chung cho những kỹ thuật này. Và trước đây người ta dùng nhiều từ lắm, chị mà lên mạng bắt đầu tìm hiểu các chị sẽ thấy rất là rối lắm. Khi hiểu freehand compression, khi hiểu external compression, khi đủ thứ hết, rồi solo lateral nữa, ba cái kỹ thuật này thu gom nó vào một cái này để cho các chị dễ hiểu. Cái bản chất của nó vẫn là dựa vào cái chuyện mà tác động vô mô một lực, mô di chuyển nhiều thì là mềm, còn mô di chuyển ít là cứng. Nó có một cái chung đó, cho nên là gom vậy vậy vậy. Và cái hạn chế của nó là gì? Hạn chế nó tùy thuộc người khác, cũng là cái u vậy, cũng cái đầu giòn vậy, các chị đè đè đó, tá lả lúc nào giống lúc nào hết. Còn người kinh nghiệm hơn, ta sẽ đè một hai cái là xong. Tức là cái lực đè nó tùy thuộc lực cái tay của mình, và nó có những cái chỉ thị, nó chỉ thị về cái độ chính xác của cái lực đó. Đánh một lực vào cái roi này, sóng biến dạng sinh ra nó băng qua cái roi này.
thì khi sóng biến dạng sinh ra thì hầu giọt nó phát tiếp một cái chùm sóng nữa gọi là chùm sắc kim, tức là cái chùm thứ hai này là cái chùm sóng siêu nhạy để nó xác định vận tốc của cái sóng biến dạng, xác định bằng cách nào, bằng cách định sóng, sóng nó đi ra như thế này, sóng nó đi như thế này vậy đó. Khi mà cái chùm sóng âm phát tiếp ra là nó phát hiện được cái sóng biến dạng này, nó sẽ biết được cái thời điểm mà nó phát hiện là cách cái lúc mà tạo ra là bao lâu và khoảng cách bao xa, thì có thời gian và khoảng cách các anh chị biết được là được cái gì, vận tốc. Tức là từ đó nó sẽ tính ra được vận tốc của sóng biến dạng, từ đó nó sẽ quy ra được cái mô mà vừa lo này là cái thằng mềm. Nguyên lý nó chỉ có vậy, rất là nhiều loại có thể làm được cái kỹ thuật này và càng ngày nó sẽ càng tìm thêm cho anh nhiều. Trước tiên đó nó là cái virus scan, đã có thể nói về Việt Nam từ cái này đã năm. Cái này nó có một cái điểm khác biệt là ở chỗ này, cái sóng biến dạng đó, thay vì kỹ thuật khi nãy là sóng biến dạng tạo ra trong cái mô mà mình đang khảo sát, tức là đánh vào mô đó là sinh ra sóng biến dạng là đo trong mô đó luôn. Còn virus scan này đặc biệt hơn, ảnh có cái rung ở đầu giò, rung động ở đầu giò tạo ra sóng biến dạng và sóng biến dạng truyền vào một gan cho cái kỹ thuật ham đó, và từ đó mà cái sóng ngược lại để nó bắt được tín hiệu thì nó đo cái vận tốc của cái sóng nó truyền ra từ đầu giò, chứ nó không tạo sóng biến dạng từ trong mô gan. Chị hiểu không? Có sự khác biệt ở chỗ này, tức là cái này sóng biến dạng tạo ra từ trước khi vào gan, tạo ra trong đầu giò đầu gan thì to luôn. Kỹ thuật virus scan này nó sẽ đo, nó không đo hết toàn bộ, nó đo vị trí cách đầu gan khoảng chừng 2-5 cm, đo vô 4 cm rồi, và được 6-5 cm đo cho bao nhiêu đó thôi. Thì ta đo nhiều lần và ra một con số chung để thể hiện cái độ cứng của tổn thương và nó ra cái đơn vị là kilopascal. Thì kỹ thuật này á, hiện tại giờ đã dùng rất nhiều rồi và nghiên cứu thì cực kỳ nhiều, nhiều nhất trong các cái do nhà khoa học, trong các cái vấn đề về sự nhà khoa học và được đầu tư nhiều nơi, nhưng mà nó có một số cái giới hạn nhỏ, đó là người béo phì tức là mập quá đó thì nó đo số không chính xác, có nhiều ca phải trả tiền lại đo quay không được phải trả tiền. Và trường hợp thứ hai là bắt buộc, tại vì chúng ta biết là virus scan là nó không thì chúng ta đâu có nhìn thấy hình, lúc làm thì chỉ đặt cái đầu giò vô người rồi bấm nút cái là to, và chúng ta không thấy được hình gan, nó chỉ có một vài cái thông số để chúng ta kiểm tra coi có bị lệch đi đâu hay là bị vào mình máu lớn gì không, nó không thấy rõ, không thấy được cái hình gan cụ thể. Và trong trường hợp béo phì hoặc là bắt buộc người nhiều thì nó không đo được. Xem tiếp kỹ thuật này, kỹ thuật này ai đây? Thì kỹ thuật này cũng là tạo cái lực âm đánh vào mô, nhưng mà nó không đánh bộ lực. Thì đấy, 1, 2, 3, 4. Khi mà bắt đầu đo ha, nó sẽ đánh lực 4-5 cái liên tiếp nhau, cách nhau bằng khoảng vài micromet. Để chi? Mục đích của nó là để tạo lực. Cái lực tổng thể là lớn, nhưng mà từng cái đánh của nó tạo ra sự cộng hưởng gây ra cái người ta hay vẽ cái nón này, gọi là nón sóng biến dạng, có mô nó biến dạng dạng ra theo cái nón. Cái đầu tiên, cái thứ hai, cái thứ ba dạng. Vậy thì nguyên lý cuối cùng cũng là tạo cái lực để gây biến dạng mô, nhưng mà cái kỹ thuật này đánh nhiều lần để tạo ra cái hiệu quả đó. Thì cuối cùng thì cái kết quả cũng giống nhau thôi, kết quả nó cũng là dựa vào vận tốc sóng biến dạng để nó mô cùng hay không. Tiếp đến thì kỹ thuật của GE thì sao? GE thì để trong gan như một cái roi. Khi bắt đầu bấm nút đo, chức nhân đến thở đo, rồi nó sẽ tạo thành một cái hình sóng biến dạng cũng giống như vậy thôi, cũng tạo được một cái sóng biến dạng nhưng mà nó thể hiện bằng con số của một roi và nó thể hiện bằng một cái bản đồ đàn hồi nhỏ nhỏ. Và chúng ta có lựa chọn 3-4 bản đồ đàn hồi trong một lần làm vậy, nó được 3-4 bản đồ. Còn một bản đồ thì chúng ta có thể đo ở nhiều điểm.
về nội dung cách làm thì cũng giống nhau, tức là cũng tạo lực và đo và tâm số như vậy, nhưng mà nó thể hiện nó ví dụ như cái nghệ thuật phi như tôi nói này, nó đặt cái đo đó bấm mặt cái đo được một số, còn cái này bấm một cái cho nhân đến thở hồn làm được ba bức hình giống vậy, mỗi hình thì đo được ba bức cái, thì chúng ta đo ba bức hình nó cũng được năm một số gì đó. Của xi men, nó là của xi men. Thì xi men là nó tổng hợp các cái kỹ thuật phản hồi đó. Tức là cái xi quay nãy giờ diễn tả là cái này. Và cái scan là tô. Cái scan là cái này. Tức là đè nén bằng sóng âm. Tất cả kỹ thuật này là bằng sóng âm hết. Sóng âm gây được đè nén. Sóng âm gây sóng tạo sóng khí dạng cũng là sóng âm hết, không phải đè bằng tay gì hết. Và nó có nhiều dòng như thế này. Và hiện tại giờ mới nhất là cái này là VGIQ, tức là này VGQ, này VGI, này VGIQ. Và cái kỹ thuật này nó tương tự như cái của GE mà tôi vừa nói này. Một cái bản đồ Diamond này toàn bộ là sóng biến dạng, tức là dựa vào sóng biến dạng để nói lên cái khu đó cứng hay mềm, và cứng hay mềm đó nó mã hóa thành bản đồ Diamond luôn. Như vậy thì khi mà các chị đọc cái bản đồ Diamond rồi, các chị phải phân biệt được rõ một cái bản đồ đàn hồi là bản đồ đàn hồi biến dạng mô, tức là dựa vào sự biến dạng của mô, và một cái bản đồ đàn hồi là sóng biến dạng trên các tất cả các vị trí điện ảnh thì đều định lượng. Còn ở đây biến dạng mô này cũng định lượng, chỉ là định tính và bán lượng. Rồi đi dừng lại thì cũng có nhiều đó, anh chị sẽ đọc thêm cho biết cái này ha. Rồi một cái kỹ thuật mình nghe cái giả đỡ giấc giả suy nghĩ hơn bây giờ, để biết cái độ cứng của mô ta cần biết vận tốc của sóng âm truyền cho mô, thay vì chúng ta đo vận tốc của sóng biến dạng thì cái kỹ thuật này, cái máy này không cần sóng biến dạng gì hết, đo trực tiếp cái vận tốc của sóng âm luôn, tức là chúng ta sẽ âm giống như bình thường đấy. Cái đôi vào chỗ đó chúng ta đo vận tốc của sóng âm trên ca này là bao nhiêu, từ đó cho ra kết quả độ đạt hồi của mô. Nhưng mà cái báo cáo thì cũng hay lắm, tức là bình thường chúng ta thấy là 240 mét dây là bình thường, khi mình ta đo ta thấy lên tới số cao hơn thì chúng ta biết là nó là mô nó bị sơ hóa, nhưng mà như vậy thì cũng không loại được. Nhưng mà biết sao xuất hiện được thời gian rồi sao thấy đây không có thấy không có báo cáo gì, nên cũng nhắc qua các anh chị biết, tức là dựa vào tốc độ của sóng âm chứ không có tốc dựa vào sóng biến dạng, cái này dùng trên nghe. Chị có cần biết không? Để làm tí này. Nó dùng như thế nào? Chúng ta biết là cái gan của người thì nó mềm. Thì vậy thì nó mềm thì khi mà đè nén và khi dùng vận tốc sóng biến dạng thì vận tốc sẽ nhanh hay chậm, cái gan bình thường vận tốc sẽ nhanh hay chậm, ví dụ và vận tốc sóng âm trong mô gan nó sẽ chậm, con số nó sẽ nhỏ, và khi mà tốc nó cao ta biết cái gan nó bị sơ hóa và càng cao thì càng sơ. Đó là cái ứng dụng của sơn đàn hồi với gan là đó. Thì ý nghĩa như thế nào? Chúng ta biết là cái diễn tiến của bệnh gan thì bao giờ cũng từ cái gan bình thường rồi tới sơ hóa, dần rồi tới cuối cùng là sơ gan. Và cái mô gan mà nó sơ hóa thì nó đi kèm theo với một cái nguy cơ hơn, nguy cơ của ung thư gan bị phát HCC. Và ta biết cái khái niệm đó để chúng ta chúng ta biết là cái chuyện mà đánh giá cái độ sơ hóa gan thì nó rất quan trọng trong cái chuyện mà quyết định điều trị và theo dõi diễn tiến và tiên lượng nữa, cho nên cái chuyện cái kết quả sơ hóa gan là một cái kết quả rất cần thiết trong cái quá trình mà theo dõi bệnh gan. Và trước đây chúng ta sẽ dùng cái gì để là tiêu chuẩn vàng và sinh tiết gan, tới bây giờ tiêu chuẩn vàng vẫn là sinh tiết gan, nhưng mà sinh tiết gan thì nó có những cái nguy cơ nó biến chứng tốn kém khoảng thời gian, rồi có khi là tử vong, rồi sau đó thì rất là nhiều cái kỹ thuật
quan trọng của nó. Và với so với quy thì ta thấy nó có cái nó có bất lợi, nó có một số cái khó khăn ở chỗ này. Ví dụ như chúng ta gặp cái gen mà sơ kiểu này, anh em mình ai biết đúng không, đặt đầu dò cho mà thấy gen như vậy thì ai cũng phát được là sơ gen quá dễ dàng. Nhưng mà những cái gen mà như thế này, tức là những cái viêm gan dạng nốt nhỏ đặc trưng nhất là trong cái viêm gan C hay là viêm gan do rượu, và một số cái viêm gan mà hiếm gặp khác, nó có cái hình ảnh nó chỉ là ảnh vậy. Cho nên là mặc dù nó là sơ gan rồi, có ung thư gan rồi và có bán bụng rồi, mà cái gan nó cũng chỉ là ảnh vậy, nó không có rõ ràng vô hạn, chúng ta không chẩn đoán một mức độ sơ hóa. Nếu như thế này không quá dễ, như thế này là một cái đạo này không thể chẩn đoán được. Vậy thì ta sẽ dùng siêu âm nạng hồi. Thì cái ưu điểm của siêu âm nạng hồi dùng trong gan đó là giống như những nơi này là kỹ thuật không xâm lấn, có thể định lượng được, tức là ra con số cụ thể, định lượng được các mấy mấy thay thế cho sinh tiết gan, mặc dù nó không phải tiêm chủng vàng, sinh tiết gan mới là tiêm chủng vàng, nhưng mà có thể dùng thay thế được, và hay cái là có thể lọc lại. Ta có thể làm đi làm lại nhiều lần trong quá trình điều trị. Còn sinh tiết gan chúng ta đâu có thể nào sinh tiết một lần rồi 3 tháng sinh tiết hay là 6 tháng sinh tiết lại để coi nó tiến triển sao, rất khó để làm lại. Chúng ta ngồi thì dễ dàng là nó có nhiều cái phương thế khác. Thì cái hình này là cái hình có thể là thay scan dùng đầu dò hoặc dò gan nhiều lần đo được con số, và những con số kết quả sẽ được đưa vào một cái bảng phân loại này, bảng tham chiếu này. Bảng này từ đâu mà ra? Bảng này từ rất là nhiều các nghiên cứu. Ta nghiên cứu ta so sánh với sinh tiết gan, tức là kết quả thyroid scan so sánh với sinh tiết gan để đưa ra cái bảng này. Vậy thì ví dụ như trường hợp này chúng ta nói được là 7,7 kPa thì tương ứng với trong đây là đâu? Là F2. Nó rất dễ dàng, nhưng chỉ cần bóc nút, cầm lên bóc nút 6 cái, 10 cái ra đơn. Vậy mà cái kỹ thuật trong nhà hồi nó phát triển nhiều, và khi mà chúng ta biết được, khi mà nói về ứng dụng thường ngày, chúng ta làm một siêu âm mà chúng ta không biết được cái gan nó sơ hóa nhiều là một cái nguy hiểm. Bởi sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta làm siêu âm mà thấy cái gan nó khô hay rõ ràng thì trong đầu chúng ta đã biết phải đi tìm biết chứng ung thư gan hay khác không. Chúng ta phải cố tìm những cái nốt nhỏ, 10 ly, mấy ly phát hiện được. Đấy, bệnh nhân mới có cơ hội điều trị. Chứ còn nếu để u mà tới 5-7cm rồi chúng ta mới thấy thì không tác dụng gì. Còn là có xâm lấn, thành cửa có thấy thì đâu tác dụng gì. Thì cái việc làm cho hàng ngày chúng ta cần biết cái gan nó có sơ hóa. Để chi? Để chúng ta phải quan tâm đi tìm còn có ung thư gan hay gan nào. Đó là cái nhiệm vụ của việc làm cho tôi lấy chủ trường hợp như thế này. Các chị sẽ chứng nói gì? Chiều da siêu âm không à? Nói đi. Cái gan như thế này. Chiều cao gan to được to 172 mm. Gan nó như vậy, đúng không? Đây, em đó. Em nói gì? Gan nhiễm mỡ. Nó gan nhiễm mỡ. Hiển nhiên là em nó gan nhiễm mỡ thôi. Có cái mặt cũng bình thường, cái mặt cửa bình thường. Nhưng mà đâu là không biết từ đâu. Nếu mà anh chị chưa từng làm trong đàn hồi, chúng ta chưa bao giờ thấy bất ngờ, chưa bao giờ cảm giác mình dùng mình gặp thường xuyên, bước vô trong đó càng nhiễm mỡ người, trong đó càng mỡ có người làm biến mất đó, càng nhiễm mỡ thì làm gì thì mình thường cũng đã rồi. Nhưng mà rốt cuộc đó là F4, không biết được. Cho nên là siêu âm đàn hồi nó ý nghĩa nằm chỗ này. Và về sau này á, một cái nguyên nhân là viêm gan, biết các chị dạo này có quan tâm chưa, đó là viêm gan mà xưa người ta rất quan tâm viêm gan rượu, viêm gan B, viêm gan C, thế nào ai có viêm gan quan tâm viêm gan mỡ. Các chị từng làm siêu âm chắc chắn là sẽ có người bị bệnh nhân hỏi là viêm nhân vừa leo xuống nó là bị gan nhiễm mỡ, có sao không? Không sao, gan nhiễm mỡ chẳng gì, đúng không? Chị có từng nói vậy không? Gan nhiễm mỡ ta mắc nhiễm mỡ là không có sao, nhưng mà đâu biết được gan nhiễm mỡ này là
nguy cơ cạnh đó là xơ gan, ung thư gan. Trong cái viêm gan mỡ như vậy thì làm sao để ta lôi biết được viêm gan mỡ? Người ta dựa vào những cái thông số xét nghiệm, dựa vào siêu âm tim mắt, dựa vào nhiều cái ở mọi nội tiết Hoa Kỳ, người ta đưa ra một bảng mạnh điểm, ta đánh vô men gan bao nhiêu, siêu âm bụng sao, rồi các chỉ số khác nhiều lắm, vô khoảng nó ra bao nhiêu điểm để coi có nguy cơ cao là viêm gan mỡ là bao nhiêu. Thì cái bảng đó phải được có độ chính xác được khoảng chừng 60%. Trong khi đó siêu âm đặt ngồi chúng ta dùng được thì có thể độ chính xác có thể là trên quanh 90%. Cho nên là một số đặt ngồi cũng có lợi thế hơn. Đặc biệt một chuyện là làm sao mà trong cái rất nhiều người nhiễm mỡ đây, không lẽ là đem đi xin tiếp đó để tìm ra người viêm gan mỡ thì không ai làm được. Ta tìm tầm soát bằng siêu âm đặt ngồi, đó là một cái lợi thế lớn. Rồi về u gan thì cái u gan thì còn nhiều tranh cãi do nó sự chồng lấn, cái u lặn đôi khi nó lại cứng và cái u ác thì đôi khi nó mềm, nó bị chồng lấn như vậy cho nên người ta nông dân người ta không có dùng. Nhưng mà nếu biết tận dụng thì nó sẽ tốt. Ví dụ như trong tình huống cụ thể như thế này, cái khối bằng âm dày nó được cần phân biệt nó là một u máu hay là di căn gan thì rất có giá trị. Tại vì ở cái gan di căn cực kỳ cao và có u máu thì không cao, chỉ cao hơn cái gan bình thường chút thôi. Cụ thể là chúng ta thấy cái nghiên cứu này, ta lấy cái dung lượng là 2 mét/giây, người giàu có cái dạng 2 mét/giây thì ta thấy là những cái u ở dưới 2 mét/giây thường là còn cao hơn nó thường ác tính. Vậy thì để mà phân biệt giữa một cái u máu gan với di căn gan ta dùng rất tốt. Nhưng mà để phân biệt những cái HCC thì nó khó, tại vì người ta thấy là HCC thì nó hay có hoại tử ở trong cái đu, đâm ra là khi chúng ta đo cái viền của nó ở cái mô trứng của nó thì chắc nó quá cao, và đo cái có hoại tử thì chắc quá thấp, cho nên con số nó không ổn định. Vì vậy mà siêu âm đặt ngồi mà dùng để đánh giá u gan thì chỉ dùng chúng ta tận dụng để thêm thông tin thôi, chứ không có một cái cách off cụ thể để quyết định và con số đó là nguyên phát, con số đó là di căn, không quyết định như vậy nhưng mà có thể làm được. Tôi lấy ví dụ một trường hợp như thế này, mới được chị nào đọc kết quả cái này tỉnh ngủ anh không em 2:1 tùy đại dạ 2:1 tùy đại tới đến cái ngay trái 2:1 tùy đại nha. Dạ rồi lại cái đường phía dưới trên đấy cái thành năm thì năm có một cái cấu trúc và dài cái thứ cho cái đường là cái 14 x 14 x 13 km rồi có ba cầu vào thấy có lớn có hiện tượng cứ nó có hạn cái mắt gì không chẳng đó chẳng đó chẳng đó với cái này nó không có cái viền giống như là của mắt bò mà không thì cũng là một khối nữa. Thì cái này với hậu âm dày mà giới hạn chưa không rõ, nhưng mà với cái hậu âm dày có nhiều cái đáp án đi đầu, những đường nghĩ là một cái hang măng dơ trên một cái là gan mà nó phì đại là 14 ở hang thì một coi chừng là trên cái hang măng dơ trên cái là gan dơ. Nếu lưu ý các chị sẽ thấy có biểu hiện bất thường ở chỗ này, bất thường thế nào các chị biết.
dù là bờ nó đều, phải công nhận là nó đều, nhưng mà các chị lưu ý là cái bờ gan trái mà chúng ta cắt được, cắt ở phía trước á, giữa bụng á, cái bờ của nó lõm. Chị để ý thì những người bình thường bờ gan trái lõm xuống, thành ra cái bờ viền của nó rất là nhỏ. Chị thấy cái bờ này sao? Nó lõm lên. Cái bờ lõm giống như lõm xuồng vậy, và cái bờ bình thường. Cho nên cái này không phải là bờ để cũng đều chứ, đúng không? Bờ cũng đều, nhưng mà chúng ta thấy nó phồng lên. Chắc chị cũng ít lưu ý thôi. Rồi thì vui đó, nhìn ra mô tả liền lập tức cái một lưu tâm đó. Thì cái hình ảnh đó cũng có thể tạo nói là thấy là cái gan có nó viêm gan mãn tính rồi, nó gọi là tái phân bố thể tích. Cho nên là có nhiều vui lớn hay là những cái phân tử bình thường nó nhỏ thì nó lớn. Rồi chúng ta nếu mà sơ sàng trước, chúng ta thấy cái gan như vậy, nền gan thế này là chúng ta thấy nó có khô lắm, dễ dàng bỏ qua. Rồi khối như thế này thì dễ dàng nó là một cái u máu gan, là tôi dùng hết cỡ, dùng hết cỡ nó hạn được nha, chứ còn nó làm bình thường cũng thấy cỡ thấy được mười mấy đấy thôi. Tuy nhiên dù sơ mà ngồi chúng ta to cái nền gan, nền gan nó thấy được con số đó là 2.16 đấy nha. Bình thường cái người bình thường ấy, là con số của Việt Nam này là phải dưới 1.16, mà của khu vực ấy, thì con số nó là dưới 1.23, tức là F0 là dưới 1.23 và F4 là trên 1.8 mấy. Chúng ta thấy số đo là 2.16. Chỉ biết là cái nền gan như vậy là đã F4 rồi đó. Và thêm cái gan này, cái khối u này 2.1 cứng hơn so với cái gan cố, tức là gan cố bình thường nó 1.8 cho lên thành cố, nó hơi cứng hơn cứng hơn. Nhưng mà còn cái này là ta thấy là trên cái hình bản đồ đại hồi dựa vào cái miếng dạng mô đó, thì chúng ta thấy là cái mô này nó màu u là nó màu đen hơn so với cái mô gan xung quanh màu trắng, thì nó thấy cái điều nào trên cái thang thang xám này thì cái càng đen mà càng cứng. Thế thì dựa vào cái thằng này chúng ta thấy là cái khối này nó sẽ cứng hơn so với mô nó khác bên cạnh nó. Thì tới đây các chị có thay đổi chuyện đó hoàn toàn không thể chuyện đó được. Thứ nhất, một cái u mà xuất hiện trên cái nền gan F4 là chúng ta trong đầu phải nghĩ tới gan như sao rồi. Mặc dù nó có thể là u máu gan, các chị cũng dám xác định được đâu. Phải nghĩ tới nguy cơ đó. Và thêm vô cái nữa là còn cứng hơn cái mô màng này, trong cái hình ảnh này là đặc trưng của cái ung thư gan của sơ màng. Và hướng từ thì tính chất nó rất là phù hợp. Alpha HB thì rất là cao. Và thấy là về hình sự này là rất hoàn toàn phù hợp với một cái ung thư gan liên quan. Tuy nhiên giải phẫu bệnh thì không lấy được cái bệnh ca này, chưa lấy được nên có lẽ là chưa chuyển mổ. Thì qua đó để mình thấy được trong cái gan ngoài chuyện định lượng sơ gan và để quyết định điều trị, để theo dõi diễn tiến, để tiên lượng, và sau trong đó còn để thêm một yếu tố để cho nó một cái khối xuất hiện được gan và phải nói là chứng cứ. Cái cuối thì chúng ta có virus, gọi virus thì các anh chị cũng chắc là biết nhiều rồi, không gọi virus. Thì cái chỗ của cái ô này virus từ 0123456 này, thì tôi tô cái virus 4. Lý do là sao? Lý do là cái virus 5 này các chị đã coi nó giống như là ung thư rồi, chắc chắn là phải sinh nhiễm, đúng không? Còn virus 3, virus 2 thì các chị để theo dõi. Chỉ có cái virus 4 là cái khổ sở nhất. 4A thì nguy cơ gan tính nó thấp như đây hơn dưới 10%, trong khi đó 4C là trên 50%. Và sự khác biệt về cái nguy cơ gan tính nó quá xa nhau làm mình chẩn đoán rất là vân vân. Và nếu mà đem toàn bộ những cái số lượng này đi sinh tiết thì cũng quá nhiều, và không sinh tiết thì sợ quá sợ. Chính vậy mà trong có một cái ý niệm của tác giả Hàn Quốc, người ta dùng sơ đàn hồi áp dụng vào cái virus 4 đó. Áp dụng như thế nào? Ví dụ như chúng ta làm
gom đi mất, hoặc là chúng ta chẳng có bị rách gốm rồi, ta làm xong là hồi thấy nó quá mềm, mềm từ mức độ mà chúng ta làm có cái score nó khoảng chừng 1, 2, tức là cũng tương đương với lại vi rách thì nó có score 1, 2, 3, 4, 5, và càng lớn thì tương đương với cái vi rách càng cao. Nếu như chúng ta làm bài hồi mà thấy nó quá mềm mà hạ một thật xuống, đó là cái ý nghĩa của bác sĩ bên Hàn Quốc có thể dùng như vậy. Và người ta thấy đó là 4A ta làm xong đàn hồi thấy nó quá mềm, một cái hình ảnh điển hình của lành tính trên đàn hồi thì ta cho nó xuống 3 để theo dõi cho ví dụ vậy. Nhưng ngược lại, chúng ta làm đi ra là 3, 2, nhưng mình ta làm xong đàn hồi lại thấy nó quá cứng, bắt buộc phải chuyển nó lên 1 bậc, tức là sinh thiết. Thì cái khi mà người ta áp dụng cộng hai cái đó lại nhau thì người ta ra được cái kết luận là cái độ chính xác cho nó tốt hơn, cái số lượng sinh thiết giảm đi và cái số lượng bỏ sót cũng giảm đi. Đó là ý nghĩa của xương đàn hồi trong cái chuyên môn này. Cái cách dùng xương đàn hồi là như thế này, người ta dùng một cái bản đồ đàn hồi đặt lên cái u ta phát hiện là ta đặt bản đồ đàn hồi lên, hoặc là ta nắm tay cái và bấm cái nút của xương đàn hồi tự động, nó sẽ tạo ra cái hình như thế này. Đấy, cái hình bản đồ đàn hồi này thì sẽ dựa vào cái kiểu phân bố đó là cái chia điểm. Ví dụ như chúng ta thấy toàn bộ đó là xương dương hết, toàn bộ có đua là xương dương hết thì là theo xương của ba nó là score 4, tất cả nó đều là xương lá cây đó, tức là cái độ vừa đặt nó cũng thấp á thì chúng ta cho nó là score 1. Nếu như mà xương dương hết rồi mà nó còn lấn ra cái điều ngoài nữa, tức là nó còn lấn ra ngoài khỏi cái mình thấy cái chuyện đó thì đó là score 5. Và cái ranh giới là như thế này, tức là 1, 2, 3 là hướng cho lành tính và 4, 5 là ác tính. Chị thấy độ chính xác và ngày đôi nhận hiệu của nó đây khoảng ở đây 8, 8, 9 này. Và như vậy thì nó làm giảm chi tiết và tránh bỏ sót cái giá trị của bài nghiên cứu này. Và cái hình này rất là hay cho mình, khi nó làm ra một cái bản đồ cái màu sắc dương đầy đặn như thế này, nhưng mà đây lại có màu sắc lá cây và đây là màu đỏ, nó bị tắt qua chỗ là blue green red. Các chị thấy lần này người ta thấy màu sắc dương nhiều quá, chúng ta lại bật tưởng đâu đó là cái ung thư gì đó, cái nguy cơ rất cao, nhưng không phải. Khi mà ra được cái hình ba cái mực nước như thế này, đó là thể hiện một cái nang đơn giản, không phải lưu ý. Thế thì vậy mình sợ cái điểm lầm đó đưa vào một phân loại, tức là một khả năng đơn giản khi chúng ta cái này tại sao có anh chị là quan tâm, chị sẽ ngẫm nghĩ lại cái lý do mà tôi lý giải ở cái chỗ mà đè cái băng hay là đè cái băng, chị sẽ hiểu được cái lý do. Rồi tiếp tục chúng ta ứng dụng ví dụ như thế này, chúng ta lấy cái đuôi khoảng năm kém mình cũng ghê sợ vậy, nhưng mà làm cho mọi người thấy nó sao màu xanh lá cây ha. Điểm màu xanh, màu xanh lá cây thì đại diện cho là một loại khối mềm. Ngược lại cái khối này thì sao? Xanh dương gần hết như thế này, khối cứng, nó là ung thư, nó là những u sợi tiền. Mà sử dụng cái định lượng thì người ta dùng cái BTQ đó, đo cái độ cứng trực tiếp trong cái khối u đó, thì ta thấy cái tác giả phát ra cái số là 2 mét giây đây, thì cái độ dày đó thì nó rất là cao. Và cái này là BTQ, cái khi nãy là BTI và tiếp nữa nó sẽ có BTIQ. BTIQ tức là các bạn có đàn hồi mà có một góc sóng biến dạng của nó đó. Thì cái kỹ thuật này thì ta lấy có là 3.88 thì độ này là hiệu của người ta. Và khi kết hợp cả xương đàn hồi và mira thì lúc nào chúng ta cũng thấy hiệu quả đó. Ở trong cái nhân giáp, nhân giáp thì tôi được sơ qua chút xíu là về cái khi đó ta làm nhân giáp tại giờ tới thời điểm này chúng ta mô tả rất là rất lộn xộn và cái cách xử lý cũng không thống nhất. Mô tả thì tùy theo cảm tính và thói quen của bác sĩ, mô tả chúng ta không có theo thói quen chính mực nhiều, nhưng mà nếu như chúng ta quan tâm tới tương tự như khi đó thì nó có khi đó thì cái khi đó cảm thấy cái từ ứng dụng này cảm thấy cái chuyện mà mình mô tả để quyết định là nhẹ nhàng hơn nhiều,
là xây dựng ra những cái đặc điểm như thế này. Có 5 cái đặc điểm chính. Có thành phần nào trong khối u đó, trong cái nhân giác là một, bản thân kém hoặc rất kém, có muối và không đều, có vi môi và chiều cao là chiều rộng. 5 cái đặc điểm đó là có chiều rộng ra. Ví dụ như ta tả cái khối u, ta nhìn thấy có 2 đặc điểm trong đó, chúng ta có thể là gì? Vi lách của hai đặc điểm 4B, 3-4 đặc điểm là 4C và có 5 đặc điểm giống như vậy là vi lách 5. Đến 5 là tương đương với vi lách 5, tức là nguy cơ rất cao. Còn cái vi lách 4 là A, B, C thì cái độ á, cái nguy cơ của nó cũng giống như cái vi lách, tức là có tính cũng khoảng từ 10-95%. Vậy thì với ứng dụng của chúng ta hồi mục đích chính là nằm ở vi lách 4. Và một cái bản chung để dùng cái kỹ thuật đặc biệt trong cái trận đấu nhân giáp thì mỗi con số nó có cách off, ví dụ như đây là bản cộng đội như giờ bản đồ đàn hồi thì score 1-2-3 là tính 4-5 là hạn tính một vậy. Và tương tự về GPI, GTQ, GTQ những con số cụ thể khi bạn ta ứng dụng trong cái nhớ thường thường dễ gì nhớ. Và các cộng đội của Rago cũng giống như vậy thôi, xanh như đậm hết sinh viên động thêm cái viền nữa là 5 và ngược lại nó dạng thẳng như thế này là màu xanh lá cây nhiều thì là 2 các chiều là đẹp và cái GPA chưa đúng vậy. Ngoài ra thì chúng ta thấy là ví dụ rất nhiều chút mật lắc tụy chút nước bọt huyết da cơ máu rồi trong sản phụ khoa nhiều nữa, tức là nhiều thứ người ta đang nghiên cứu. À, ví dụ cái này ở trên da, cái u ngoài da chúng ta cũng có thể hiểu được các phân loại cũng vậy, năm điểm như vậy để nói là tính chất hại tính của nó. Cái hình của mã đây thấy cái khối này hình da như thế này, cái độ tương như thế này trên đó sao rồi có đó, tức là mình nhìn một cái độ tương như vậy áp xe rồi nhìn thấy giống như áp xe thôi, nhưng mà đây là gì nó quá ít. Và chúng ta làm cho là hồi chúng ta thấy rõ ra cái màu đỏ này, chúng ta thấy màu đỏ là gì thì là mèo ở đây đúng không? Thì trên cái bản đồ trên cái thang màu như thế này, màu đỏ thường đại diện cho cái mèo nhất thì chính là nước và dịch. Chúng ta thấy là cái dịch nó thể hiện ra rất rõ này. Thì cái chuyện này, cái này thì nó nhìn vi mốt thôi đã chứng tỏ được là bắt xe rồi, nhưng mà chúng ta phân tích thêm chút nữa thì cái giá trị của nó giờ thấy trên cái hình này chứng nhận chỗ này cũng rõ như thế không? Và cái chỗ thì phải âm kéo nhiều, chỗ phải âm kéo ít, chúng ta khó biết được chỗ nào là thật hay là mũ, nhưng mà mũ đặt như vậy nó khác biệt trên đàn hồi. Trên đàn hồi chúng ta sẽ thấy cái chỗ nào nó bỏ nhiều nhất thì chỗ đó là thật nhất. Ví dụ như vậy, một cái hình này để chúng ta thấy là nhìn cái này có giống cái này không? Trên viên mốt đôi khi chúng ta lại hiểu lầm nó là mổ tự nhiên. Tuy nhiên mình lâm sàng thì các chị biết là nó chuyên gia rồi, nhưng mà tôi chỉ nói riêng về sự quan giữa viên mốt và đàn hồi, các chị thấy cái này giống mổ tự nhiên không? Ta năm sau rồi thì... nhưng mà nó cho nên siêu âm đàn hồi này gạt lại những cái trường hợp mà chúng ta thấy phản âm kém mà chúng ta không phân biệt được, cái đó là cái nang nước hay là một khối u đặc. Khối u đặc nó kém thì nó chỉ có một cái lượng nó vô trình trong việc được, nhưng mà nếu là cái nang thì khác, cho nên muốn phân nhân trong chuyện đó đôi khi ta phải dùng chân này. Cơ xương khớp, cơ xương khớp thì như tôi đã nói từ đầu là ta chưa ứng dụng được nhiều, thì chúng ta chỉ qua về khái niệm và một số cái nghiên cứu người ta đã làm rồi mình biết, và sau này tùy trường hợp người ta sẽ ứng dụng. Ví dụ như chúng ta từ năm 2008 người ta bắt đầu quan tâm, người ta không muốn dừng lại ở cái chỗ mà cơ xương khớp là giải phẫu, bây giờ ta dựa vào
trúc đó để nói lên cái bệnh đó. Ví dụ như chúng ta thấy cái hình của trên vi mốt của cái gân axin này và cái hình trên đàn hồi của gân axin mặt mạc dạng lông đốm tích tụ sắc tố chứ có không em ra
tổn thương đó là tổn thương của bao mạc dịch, tức là tổn thương mạc mạc lan tỏa khắp cái khớp gối này. Nhưng mà khi nhìn vào mới đặt vào lò siêu âm vào các chị không nghĩ nó là viêm bao mạc dịch, nếu là đầu tiên mình thấy mình nghĩ nó là khối u bao mạc dịch, nó bị đại rất là dữ dội, phía trước có phía sau có, nó chỗ lòi ra giống như nang mạc dịch đấy. Nhưng mà ăn thứ máu của bao mạc dịch chứ không phải là ăn nước không, và nó xen lẫn với đó là dịch, tức là dịch xen lẫn với cái bao mạc dịch phì đại, cho nên nó ra như thế này. Những cái chỗ đó nó xen lẫn với những cái màu cam này trên siêu âm đã có. Nhưng mà nói về siêu âm vi mạch và bất ngờ như đó thì tôi có cái hình dung như thế này: một cái viêm hạt mạc của khớp nó lan tỏa nó nhiều tới độ các chị nhìn thấy giống như cái u, thì chị phải nghĩ tới vì tiên lượng của nó hoàn toàn khác với cái viêm khớp thông thường. Tôi kể câu chuyện như vậy tới lần này thì mình nhớ câu chuyện đó, một bệnh nhân trẻ khoảng chừng 20 mấy tuổi, thì ca đó là ca đầu tiên mà tôi khám có cái bệnh này, thì không biết là bệnh nào khám bao giờ chúng nó bị lại xương quá mức ta đi ta lại cả năm rồi, khám ở đâu cũng là viêm khớp, đau khớp, uống thuốc vậy thôi, rồi có đợt tự ổn rồi cắt lại. Lúc mà tôi khám thì tôi thấy bao giờ nó sưng rất là nhiều, bị đại rất là nhiều chỗ phía trước phía sau hai bên và dưới gần cái đầu nó đặc trưng. Sau này đọc lại tài liệu nó thấy nó đặc trưng và nó tăng thiếu máu và nó xen lẫn dịch trong đó. Sau đó chụp cộng hưởng từ thì dựa vào cái tích tụ của cái sắc tố sắc ở trong cái dịch để mà quyết định chẩn đoán của chất siêu âm nên là gì chăng nữa cũng không có đủ quyết định cho nó dựa vào cộng hưởng từ. Thì chẩn đoán xong nó chuyển qua bệnh viện, một cái bệnh viện chuyên về chỉnh hình. Thì sau đó bác sĩ mới hẹn bệnh nhân ra một cái bệnh viện bên ngoài để mổ. Thì sau đó nữa thì khoảng chừng 2 tuần thì bệnh nhân có gọi điện liên lạc lại với tôi để báo kết quả. Thì bệnh nhân mới kể nghe câu chuyện, nó là lúc mà bệnh nhân đang nằm mà mổ đó, mổ gây tê với phim mê mổ banh cái đầu gối ra thì hai bác sĩ mới nói chuyện với nhau. Trời ơi, sao cái này người nào giờ tôi chưa thấy. Rồi cái ông kia ông cũng nói sao cũng vậy. Là hai đau mà mổ là đều chưa từng thấy bệnh này. Mổ ra xong nó không lại. Thì sau đó theo dõi được một vài lần nữa thì bệnh nhân cũng bỏ điện thoại luôn, không liên lạc. Tức là giờ còn đi được không? Thì nó kinh khủng. Tức là những bệnh rất hiếm mà cho là, nhưng mà trước đó người ta đã có chẩn đoán trước rồi, chúng ta đã đọc chẩn đoán rồi, ví dụ như mình cũng biết thì mình dở bấm lên mạng các anh chị bấm, không cần bấm hết chữ này đâu, các anh chị cần bấm chữ V chữ N là S bấm 4 chữ đó là nó ra cái chẩn này nó đâu có đợi tới độ mà bệnh nhân mà nghe hai bác sĩ của mình đầu gối ra ông nói tao nào giờ chưa thấy cái bệnh này. Nói là tao cũng vậy. Thì không. Nên mỗi lần nhắc tới một cái thẻ đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta còn một số cái nghiên cứu khác nữa. Ở đây thì là ba cái nghiên cứu mà chúng ta thấy nó như bất cứ. Cái hình này đã nói nhắc lại một cái scan là tô đó. Tức là dùng đầu dò đè cái mô đó, cái cây thì biến dạng. Và từ đó tạo thành cái hình này còn cái này. Và khi ta đôi như thế này, tức là ta đang so sánh độ cứng của hai cái vùng này, màu đỏ với màu cam. Dù định tính nhìn sao đã biết được rồi, chúng ta thấy được cái màu cùng với màu đỏ như này, màu đỏ lại là này, màu xanh này là cứng, đây cái này mềm, cái này cứng. Nhưng mà khi ta đo cái tỷ lệ, chúng ta sẽ biết được cái trên là nhiều hay ít. Chúng ta nhìn ta biết mà mềm hơn, cứng hơn vậy thôi. Rồi, ở đây là một cái bản đồ đàn hồi của sóng khí nhẹ. Tức là người ta sẽ đo tốc sóng khí nhẹ ở nhiều điểm ở trong chỗ này, nhưng mà chỉ cần một lần đo thôi, đo rất nhiều điểm ở trong này để tạo thành, để biết được vận tốc sóng khí nhẹ từng điểm và từ đó ta quy ra thành bản đồ đàn hồi. Như vậy thì cái bản đồ này nó có hai mục đích: một là định tính, tức là để nhìn để biết được cái chỗ này là cứng, chỗ kia là mềm. Rồi khi nào cần đo một số cụ thể, ta sẽ đo được, ví dụ như số 1 này là 21 kPa, số 1 ở đây, số ví dụ là trung tâm là số 2 là 55 kPa, để ý nói là cái chỗ mà nó màu nó mở rộng là chỗ cứng nhất và cái chỗ này là chỗ mềm đó. Thì chỗ cứng này tương đương với cái căn, cái cơ của người này cái căn này nó cứng hơn,
không gian cơ và những điểm này có thể là giả tương tự cũng là xương là một số biến số biến dạng của cơ bình thường thì ta thấy được tại chỗ cái tâm nó cứng hơn so với chỗ sợi cơ và độ đặc thù của mình của cơ bình thường lúc nghỉ ngơi chị thấy thêm một cái khó khăn tức là khi nãy ở cái gần đó thì mình nói chị là trung gian hay là căng hay trụ còn cơ có thêm một cái nữa là lúc nghỉ sau bộ mặt cũng là khác rồi căng cơ rồi trụ cơ là phải khác cho nên chị vậy mà rất là khó để hình dung được một cái nghiên cứu như vậy độ cứng của cơ rất khó nói chung lại là những cái nào mà những chuyên đề là chúng ta khó nghiên cứu và tiếp tục ở cái gân bình thường độ đặc hồi của mình cái gân bình thường lúc nghỉ ngơi và dọc trục là khoảng 1.3 kPa so với cơ là bao nhiêu cơ là khoảng 22.8 cái gân nó sẽ khoảng 1.3 tức là cũng chênh lệch rất là nhiều đây là độ cứng của cái gân gót này này để cho thấy được các việc rõ ràng giữa một cái gân với một cái mô mỡ ở ngay dưới của gân gót và một cái tổn thương của bên trong cái cơ đây và chúng ta thấy là bản thân nó kém như thế này á nếu mà trong thì ta biết là dịch kém thì rất khó để nói là dịch hay là khối u kém thì chúng ta giúp lúc đó thì dùng xương đàn hồi ta thấy rõ nó là dịch là cực kỳ mềm tức là dịch ở trong cơ là cái chỗ các cơ và mô sẽ ổn định các chị nhìn hình chị chưa quen chỉ là tôi nói thì các chị chưa hình dung được á tại vì các chị phải nhầm nghĩ lại cái màu sắc màu đỏ màu vàng cái nào là cứng hoặc là mềm trên một cái hình rồi mình nhìn cái hình mình đánh giá mới nhanh được như chỗ này là cái mô sẹo ha mô sẹo thì trên siêu quay hay là trên scan đó tô cái việc thể hiện là cái vùng cứng xung quanh nó là mềm hơn rồi cái nhận xét thì ta thấy là cái scalato giống như từ đầu tôi đã nói dù gì chăng nữa nó chỉ mang tính được là tính tính và bản định lượng và nó phụ thuộc người làm tuy nhiên người ta cái nghiên cứu này người ta so sánh giữa cái scan và đàn hồi thì người ta thấy nó một cái lợi là nó dễ làm và nhanh hơn so với cái siêu âm đàn hồi lục sóng biến dạng và siêu âm đàn hồi lục sóng biến dạng thì một cái lợi thế là nó ra được tính định lượng và có thể khảo sát sâu tức là không có cần phải đè nén gì cả có thể khảo sát cái vùng sâu hơn và cái nghiên cứu cuối cùng để mình thấy được cái lợi thế đó thì tôi nói nó sơ cái gì quá nói đó. Tức là cái nghiên cứu này nó nói nên là người ta vừa theo dõi mấy chục bệnh nhân đó có bệnh lý từ gân theo dõi bằng siêu âm BMOS siêu âm Doppler và siêu âm đàn hồi trong cái thời điểm ba thời điểm tức là thời điểm mà chưa điều trị thời điểm sau điều trị một tháng 4 tuần và sau điều trị 6 tháng ta làm lại ba thứ đó BMOS Doppler và đàn hồi để đánh giá cái sự thay đổi của cái gân khi mà đáp ứng điều trị nó như thế nào và để mà có con số mà gọi là đáp ứng điều trị như thế nào thì ta dựa vào cái thang điểm lâm sàng thì thang điểm lâm sàng đó em làm lâm sàng thì sẽ biết rõ ví dụ như để can thiệp để cho gân asin nó dùng cái visa p rồi can thiệp cho bàn tay dùng tức là dùng những cái can thiệp khác nhau cho từng cái gân thì cái can thiệp này cái can thiệp này là từ 0 tới 100 tức là độ nặng nhất là 100 nhẹ nhất là 0 thì người ta bắt đầu so sánh người ta bắt đầu làm siêu âm BMOS Doppler và đàn hồi ở ba thời điểm mà tôi vừa nói ra được kết quả như thế này độ nhạy của mỗi công thức siêu âm sẽ đẹp như thế này siêu quay là 87 Doppler 72 và BMOS là 66 tức là độ nhạy để phát hiện cái bệnh lý của gân thì siêu âm đàn hồi là cao nhất trong ba cái nhóm này và tiếp tục sau khi điều trị thì người ta thấy là 4 tuần là sao khác khi mà bệnh nó giảm dần thì cái độ đàn hồi là độ của cái gân đó nó tăng dần rồi thì thấy rất rõ tức là khi gân
khi điều trị mà hồi phục thì cái độ phóng nó sẽ tăng dần lên. Vậy thì khi bệnh bắt đầu điều trị nè, sau điều trị 4 tuần và sau điều trị 6 tháng cái gân nó trở về cái độ phóng bình thường nó. Tức là xương đặt hồi nó, cái giá trị nó tương đồng với cái diễn tiến bệnh. Các anh chị sẽ mắc cho số điểm nó tăng lên. Trước khi làm cái bản so sánh này, người ta làm nó cảm hứng cái điểm lại. Tức là nếu đúng thực tế là 100 điểm là nặng nhất, 0 điểm là nhẹ bệnh nhẹ nhất. Thì để mà so sánh với này cho thuận tiện đó, thì người ta quy đổi lại, ta đổi lấy số 0 là cao nhất và số 100 là nhẹ nhất để ta làm thành một cái bài này, cái chiến triển này nè, trở lại nè. Rồi vậy thì các nhà qua đó thì ta kết luận được cái siêu âm đặc hội, cái độ nhạy để phát hiện những lý cơ cao hơn so với món độc lập. Và trong cái quá trình mà theo dõi điều trị thì cái sự thay đổi độ trên siêu âm đặc hội rõ ràng tương ứng với tương quan chặt chẽ với lại cái diễn tiến lâm sàng. Trong khi đó viêm món nó độc lập không theo được cái đó, và đặc biệt là viêm món hầu như là không có quyết định được cái gân thật tình, mà siêu âm đặc hội trên độc lập thì xem qua một số hình ảnh. Các chị thấy hình này thì chị có gì vậy? Một vài hình ảnh để ứng dụng đây. Coi như môn mà của nhà hoạt động cái đầu. Này là chúng ta siêu âm ở cái cẳng chân. Siêu âm ở cẳng chân. Nhân sinh thao cẳng chân và ở dưới siêu âm. Này đó là có độ khá là dày so với những cái dưới những cái chung như là một hộp, nhưng mà so với cái nhãn về bên phía ngoài bên này nó cái là ngoài nó cái này là mới có bị mất đất lên rồi chưa có đạt ngồi chưa dùng tới đạt ngồi chạy luôn này không lên chạy với cái chỗ nào mà tăng tạ chỉ luôn đây này thấy sao mình tả vậy thôi không tả rất là thấy đó là siêu âm ở cái cẳng chân nha, phần bên cẳng chân này. Đây ở đây thấy sao
đó. Phát triển nào cũng có trên cái hình đó để mình có thể gợi ý chẩn đoán cái gì đó. Chứ còn nếu mình nói là một cái khối thì thôi là thua rồi, chẩn đoán được gì. Để thấp giữa đó hai cái lớp.
dịch chuyển không? Dịch chuyển đạt không? Tức là xem là dưới đây có những cái chỗ cố định và những cái chỗ dịch chuyển đạt. Một cái kỹ thuật nữa, kỹ thuật của trong phần mô mềm đè ép, đè ép để coi cái dịch chuyển. Có những cái khuôn mặt máu biết là đang có nó có những khuôn mặt máu nhưng mà cái vận tốc nó quá thấp làm cho nó lơ, không thấy được tín hiệu đốt lơ cho động trạng. Dùng cách khác như đặt vào dò vô khỏi đó nguyên vô mặt máu dò đè dần để lâu chơi mở cũng màu đã sẵn để nó xong nhất đầu dò nó nhẹ lên lấy máu rồi vô cắt tóc tạo áp lực thay đổi áp lực để cho những cái dòng chảy thấp nó tạo thành cái dòng chảy nhanh hơn, lúc đó mình không biết được cái đó là phản. Cái gân cũng được kẹt, gân trên gan cũng được kẹt, cứng rất cứng, cứng rất cứng và động mạnh hơn. Và một cái rất chất xoay, thấy nhìn này nhìn rõ đúng không? Đó, rất khớp của gân trên gan và sản phẩm. Tương ứng với hình xăm đại hồ chúng ta thấy nguyên cái gân nó là màu xám như thế này và ở cái vùng rãnh nó là cái màu cái dịch để cái dịch đại hồ hợp như thế nào. Rồi dùng cái kỹ thuật mà có VTA như này chúng ta thấy là nguyên cái gân này nó cứng màu đỏ như thế này là bình thường, giờ nó xem làm cái nào cái vùng đó là cái vùng mềm thôi, cái vùng mềm nó là đại diện cho cái độ dịch rất đó là sau này chúng ta sẽ giúp những cái trường hợp chúng ta thấy không rõ ràng là bị mót nó lơ mà này kết hợp thêm này về thì còn lại ở bài này chúng ta sẽ lưu ý những cái gì, lưu ý ở những cái nguyên lý của cái kỹ thuật này ta phải làm sao để hiểu được cái scan là to là gì, siêu quay là gì, rồi khi có cái hình mà kết quả ta lý giải được cái hình đó và ứng dụng trên cơ sở đó thì chúng ta biết mang tính khái niệm và cái quan điểm mà tôi thường làm hàng ngày vẫn là tận dụng kỹ thuật, tận dụng trong mọi tình huống, cái lúc nào mình dùng được mình dùng chứ không phải đợi người ta phải hô hào lên hết mọi người dùng thì mình mới dùng, hoặc là khi mà có trả thì có hiểu rồi mình mới dùng. Ví dụ chúng ta tận dụng trong tình huống cụ thể rất là hay. Ví dụ ca nó bị đi sổ lỗ tai như thế này, chân lên một con nhỏ. Cho vô siêu âm thì bác sĩ siêu âm có người nhận tiếp nhận ca đó trước tiên nó cũng nhận biết nó là gì, siêu âm biết nó là gì, viêm phổi phản ứng kém chỗ giái tai. Tại sao biết là gì? Tại vì bác sĩ rất là thông dân, phản ứng kém này là một áp xe do sổ lỗ tai hay là do xeo lỗi của ca sao không biết tâm kim như hụt ra một ung thư này sao, thì lúc đó giải pháp là đơn giản lấy xương đàn hồi ra coi có nguyên một khối cứng biết ngay đó là sao, còn nếu mà nó là ổ tụ dịch thì mình biết nó là áp xe, là áp xe do sỏi ta tụ dịch, tức là trong những cái tình huống cụ thể chúng ta sẽ ứng dụng được nó, chúng ta sẽ tận dụng như thế nào nhưng mà có được cụ thể. Chị có thắc gì thêm? Điều scan là đi một bộ của nó là chỉ dùng mỗi cái là đo đại hội tức là software là đầu dò nó chỉ dùng cái đó, còn những cái dòng máy khác ví dụ như PCM, TGM, Samsung thì bữa đó mình đọc trên phòng của mình cũng có đại hội đó, thì cái đầu dò nó cũng giống như đầu dò bình thường, nó có đi mỗi nó đơn đầu cũng hết nhưng mà nó trên software chỉ như software. Còn đầu dò thì vẫn là đầu dò. Đầu dò cả dùng như là